Thủy Tiên không có chuyện tôi bỏ đi vì bị Lan Ngọc nườm nguýt. Thủy Tiên tiết lộ cô đi ra ngoài vì không muốn lọt vào khung hình của đồng nghiệp và về sớm vì mệt mỏi. Thủy Tiên dự show của nhà thiết kế Đỗ Long trong khuôn khổ Việt Nam International Fashion Week tới ngày 6 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên thảm đỏ, cô khoe dáng với đầm hai lao, phía trước xẻ cao đến đùi, phía sau vạt dài quét đất. Sau màn đại sáng, cô di chuyển vào bên trong hội trường nhà thi đấu Nguyễn Du, ngồi ở hàng ghế đầu chờ đợi show diễn ra. Bà xã Công Vinh được ban tổ chức sắp xếp ngồi cạnh cựu người mẫu Linh Chi, Lan Ngọc và Ngọc Trinh. Chiều ngày 7 tháng 12, đoạn video dài 21 giây với dòng mô tả khoảnh khắc Thủy Tiên bị đàn em chen chỗ tới mức bỏ đi tại Việt Nam International Fashion Week được lan truyền. Trong clip, Lan Ngọc diện một thiết kế bồng xòe. Khi chụp hình, Lan Ngọc hất tung phần vải chiếm diện tích sang hai bên, còn Linh Chi có 3 lần hất tóc về phía Thủy Tiên. Cả ba liên tục tạo dáng ở vị trí kề cạnh nữ ca sĩ, Thủy Tiên sau đó nhanh chóng rời đi. Lan Ngọc trở thành tâm điểm dư luận chỉ trích, khán giả cho rằng cô vô lễ cố tình hất váy tạo dáng để chân chỗ của Thủy Tiên khiến giọng ca Kiss Me phải bỏ đi. Chưa kể ánh mắt sắc như dao cầu của cô khi Thủy Tiên rời đi đã bị đánh giá thiếu chừng mực, không phép tắc với đàn chị trong nghề. Việc cười đùa không để ý đến những khách mời xung quanh của Lan Ngọc và các đồng nghiệp cũng bị nhận xét mất lịch sự. Trước sự việc, Thủy Tiên chia sẻ với iOne: "Tôi diễn ra sự kiện, tôi nhớ mình ngồi ở hàng ghế đầu trước khi show diễn ra cùng Lan Ngọc, Ngọc Trinh và Linh Chi. Lúc ấy có rất nhiều anh chị báo chí, các đơn vị truyền thông đến chụp ảnh, ghi hình chúng tôi. Chỗ ngồi được xếp sát nhau trong khi truyền thông tác nghiệp liên tục. Bạn photo của tôi thấy ngồi vậy chụp không tiện nên còn nói nhỏ vào tai, nói tôi ra ngoài khu vực sân khấu chụp hình. Hơn nữa ghế sát quá, tôi sợ mình tiếp tục ngồi sẽ ảnh hưởng đến góc chụp của các ngôi sao bên cạnh. Bản thân mà lọt vô hình của họ trông cũng rất vô duyên, nên tôi quyết định đứng lên để ra ngoài." Thủy Tiên tiết lộ, sáng ngày diễn ra event, cô quay bản đen version cho MV Ngải Tình vừa ra mắt. Quay trong thời gian dài, phải nhảy nhiều lần khiến Thủy Tiên thấm mệt. Việc ngồi ở nơi đông người khiến cô ngộp thở nên giọng ca 35 tuổi quyết định về sớm. "Không có chuyện tôi bỏ về vì bị đàn em chen chỗ lườm nguýt như tin đồn." Đại diện của Lan Ngọc trước đó khẳng định với iOne rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngọc ngồi đúng theo vị trí ban tổ chức sắp xếp nên hoàn toàn không có chuyện tranh giành chỗ như khán giả nghĩ. Việc chị Tiên đứng dậy là do nhiếp ảnh của chị ấy có nhắn ra ngoài chụp thêm hình. Ekip của Lan Ngọc đã gọi cho nhiếp ảnh gia của Thủy Tiên để xác nhận việc này. Hoàn toàn không có chuyện chị Tiên bỏ đi vì Ngọc chen chỗ, người này nói. Đại diện của Lan Ngọc khẳng định việc bị khán giả hiểu nhầm không quá ảnh hưởng tới tinh thần của diễn viên gái già lắm chiêu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.